em đừng lo bây giờ ta cắt cái bài này qua tự dưới nháp cái đi không bài này cũng cũng thú vị lắm em rồi nghe thì dặn nè nó nói nè khoảng cách từ a từ từ a và b đến bờ sông là hai cái khoảng cách này tới bờ sông em thấy hiểu cái này là sông nè đây là nước nè ổn không ok chưa một người cần phải đi từ điểm a múc nước sông xong mới đi từ điểm b về ổn mới mới đi từ sông về b hỏi là nên đặt cái điểm cái điểm múc nước ở đâu để cái khoảng cách đi là ngắn nhất Các ngươi có hiểu cái câu câu chuyện của bài không? Các ngươi nắm được chưa? Ta vẽ cho các ngươi coi luôn nè. Rồi, ta giả định đây là bờ sông đi. Từ từ. Vẽ vẽ vẽ, mô phỏng mô phỏng. Rồi đây là bờ sông nha. Đây là điểm A, ok chưa mấy cậu? Đây là điểm B, ok chưa? Ở dưới đây là nước nha Thôi tô màu nước luôn Rồi nước nước ở dưới là màu tím Rồi bây giờ cậu phải đặt cái vị trí cái điểm mờ ngay đâu Cậu phải đặt cái vị trí cái điểm mờ này nè Mờ tắt cái này cái Đặt cái vị trí cái điểm này nè Ngay đâu để anh chi để anh chi để em từ điểm a em đi bộ lại em đi bộ lại tới cái điểm múc nước em múc nước xong rồi em phải đi về đâu đi về b ổn không em phải đặt cái điểm này ở đâu để cái này ngắn nhất thấy chưa hiểu không hiểu cái này không rồi bây giờ vị sắp hiểu chưa tức là em phải, đầu tiên em chưa cần biết là em làm gì không em đọc hiểu cái đi tôi phải từ A tôi đi tới bờ sông tôi múc nước xong tôi múc nước xong tôi phải đi về điểm B và nó hỏi là tôi phải đặt cái này ở đâu để tôi múc nước là tổng quãng đường này ngắn nhất em thấy cái này nó thay đổi không tất nhiên cái điểm mờ này nó phải chạy nó không thể bên đây bên đây là vô lý là nó chỉ có thể vòng vòng ở trong đây thôi đó gì giờ mình đặt ở đâu để tổng quãng đường là ngắn nhất đó vậy làm sao ok quay lại qua giờ nó hỏi gì đoạn đường ngắn nhất mà người đó phải đi vậy em đặt đây đại điểm m đi ok vậy bây giờ em phải tính tổng am cộng gì bm đúng không tổng am cộng bm Cũng hơi căng đó anh em ơi Giờ xử lý sao đây Rồi bây giờ tính cái này cái đi Tính từ từ đi Tính mấy cái cần thiết đi Từ đây em kéo qua đây đi Em tính cái đoạn này dùm thầy cái đi Nguyên cái đoạn này nè Thầy đã tính Thằng này là 118m Thằng này là 487 Vậy em tính dùm thầy cái đoạn AK đi Ủa em tính đoạn BK dùm thầy đi lấy 487 m trừ 118 m tính ra cái đoạn AK cái đi. Nhiêu? 339. Khoan 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 khoan, có ai khó hiểu cái này không? Ai khó hiểu thì hỏi ngay. Ai khó hiểu thì hỏi ngay. Coi khó hiểu không? Ổn không? Ok chưa? Biết tại sao cái đoạn BK là 369 không? Tại vì nguyên cái đoạn từ B tới sông là 487 Mà cái đoạn từ A tới sông 118 Thì cái đoạn BK cái đoạn này nè Nó phải là 369 Vậy mấy em tính AK dành thầy bằng định lý Pythagore đi Tính AK bằng định lý Pythagore Trừ hay là cộng? Trừ Tại vì cái cạnh đó là cạnh góc vuông trừ tại cái cạnh này cạnh quyền nhiêu 492 rồi ok vậy giờ thầy giải sao coi coi nha bây giờ á thầy đặt thằng a này là ah hiểu không và thầy đặt cái thằng hm là ít nha thầy đặt cái đoạn này là ít đi tại vì cái đoạn giờ này mình chưa biết làm sao ok chưa vậy mình sẽ tính am nha coi thầy tính am nha AM Nó sẽ bằng căn của 118 bình phương Cộng cho x bình phương Theo định lý Pythagore Có ai không hiểu không Ổn không Rồi tiếp Nói cái độ MB lại Nói cái đoạn MB lại Đây là AM rồi Nói lại MB Nói nó lại Rồi cái đoạn ME đi điểm này điểm E cái đoạn ME nó phải là 492 trừ lại cho x coi có hiểu không tại vì nguyên cái đoạn dài này là 492 thì cái đoạn ME này phải là 492 trừ x ổn không cái đoạn BE là nhiêu 487 vậy mình sẽ có được MB theo định lý Pythagore tam giác MEB là MB BM nó sẽ bằng căn của 487 bình phương cộng cho 4 1 492 x tất cả bình. Đó, vậy bây giờ em nói tổng khoảng cách là chữ distance nha, chữ D nha. Tổng khoảng cách là bằng căn 118 bình phương cộng x bình cộng cho căn của 487 bình cộng cho 492 trừ x tất cả bình. Rồi nhiệm vụ của mình là làm gì? Thay bồ. Hiểu không? Thay bồ với x đi từ đâu? X đi từ 0 cho tới 492. Các em tự tự được không? Nó chạy qua chạy lại nè. Ác mấy bài này ác mà nó hay mấy em. Nó hay nha. Cái này là vấn đề thực tế luôn đó Mod 8 Nhập này vô căn của 118 bình phương cộng x bình Cộng căn của 487 bình phương Cộng 492 Trừ x tất cả bình Chạy từ 0 tới mấy 492 492 chia 44 rồi coi min đúng không min 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 giảm 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 ê bảy trăm mấy rồi giảm tới bảy trăm bảy mươi chín ủa ờ bảy trăm bảy mươi chín tám coi có hiểu không bảy trăm bảy chín tám là min rồi nè bảy trăm bảy mươi chín chín nó giảm xuống bảy trăm bảy mươi chín tám Đúng không? Xong nó lại tăng lên 780 Như vậy 779,8 là nhỏ nhất Là câu Câu C Kiểm tra đáp án giùm thầy À coi chừng chạy chứ hết bản Chạy hết cái bản thôi làm gì cô bé? không vậy là sai rồi 709,8 700 em tám mới đúng đoạn đường ngắn nhất mà nó phải đi này đúng rồi mấy em coi lời giải nó có hợp lý không ừ. à, vậy là nó đánh lộn thôi đáp án là đúng nhưng mà nó khoanh lộn thôi